Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay ngày 30 tháng 4 2020, trong những chương trình làm bonsai nghệ thuật kênh Hương Sắc Đỗ Sinh tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, tôi có đến thăm vườn cảnh anh Nguyễn Văn Kiên, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. Một người làm và kinh doanh cây cảnh nghệ thuật có một không gian rất rộng với số lượng và chất lượng cây tương đối. Tôi có đi tham quan qua khu vườn thì đặc biệt nhất là những cây sung, Đỗ Sinh rất ưng thuận, và những cây xanh có tuổi đời cũng rất cao. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào thăm không viên vườn cảnh anh Kiên. Vâng, kể cả ở dọc ven đường cũng gần như một trang trại luôn. Anh để rất nhiều những cái tác phẩm đẹp như lộc vừng, sung, vọng cách, khế. Vâng, xin chào anh Kiên nhé. Vâng, chào anh Đỗ Sinh nhé. Vâng, qua cái hình ảnh của kênh Hương Sắc Đỗ Sinh, xin phép anh chúng tôi sẽ truyền tải thông tin về bóng dáng cây cảnh nghệ thuật, vườn cảnh của anh Nguyễn Văn Kiên. Vâng. Đến với làng chơi, những người đam mê trong cả nước được thưởng thức. Nói đến anh Kiên ở Hải Minh, ai cũng biết anh có một cái công việc rất năng động trong làng chơi cây cảnh. Đó là đi sưu tầm, tìm tòi, đưa về vườn tạo tác. Sau đó các anh em lại đến tại vườn luôn, đón nhận những cái sản phẩm của anh. Cho nên là người ta có một cái câu rất là hay: đến với vườn anh Kiên, đến mỗi một người thợ cây ra vào liên tục. Tôi không hiểu từ ra vào liên tục là thế nào. Hóa ra là người ta nói là anh ra vào cây liên tục, ngắm những cây xanh, ngắm những cây sung, cây lộc vừng ở vườn anh, tôi cảm thấy rất là đã mắt luôn. Đây là cây sung. Chúng ta đang ngắm một cây sung. Tôi có thể dùng cái từ gọi là như là cây lực sĩ, bệ thân rất khỏe, và đặc biệt nhất là hai vai đây, như một cây xanh Nam Điền luôn, rất cút kít rụt rịt lại. Anh làm tán giống hệt tán xanh. Cây sung này mà khách đi, alo đến giao lưu thì giá bao nhiêu anh Kiên ơi? Vâng. 18 triệu nhỉ? 18 triệu ạ. Vâng. Vâng. Anh em vẫn cứ nói chuyện là anh ra vào cây liên tục thì chắc là cái giá của anh cũng sẽ mềm mại đấy nhỉ? Vâng. Đây là một cây xanh Nam Điền. Và tôi đang hình dung ra tại sao lại cái thân nó nằm ngang, nó dễ nó bệt đến mức độ như thế này rồi. Anh làm cây này trong vườn nhà anh bao nhiêu năm rồi? Cây này cơ? Vâng. Cây này mình vừa mua về được khoảng 15 16 năm này. À, tức là anh mua về 15 16 năm. Vâng. Bản thân cái thân cũ nó như thế này rồi. Vâng, thân cũ thế này. Về tuyệt vời quá nhỉ. Sáng lại. Và cái hướng này nó hơi ngược sáng. Tổng chiều dài của cái bể này bao nhiêu anh ơi? 3 mét anh ạ. 3 mét 31 thì là 35. Vâng, cho là 3m1 về về bề ngang. Bề ngang anh. Bề rộng. À, bề ngang ấy, bề đầu đằng này này. Chắc tầm khoảng 1,5 m. Nó gấp đôi mà.
À, từ cái chậu ấy, người ta sẽ đánh giá cái cây kích thước của anh như thế nào. Tôi đoán khoảng 1m4. Thôi đấy ạ. Vâng, 1m45 ạ. 1m45 hả? Vâng. À, thế chứng tỏ là mình cũng có cái. Chuẩn đấy. Tôi đoán câu đầu là 1m5, câu sau 1m4 mà. Thế có này, chứ đây là cái thằng đi đánh cơ rồi. Không thấy quỷ gì. Nhưng tôi cũng nuôi anh hả? Cái cây đẹp như thế này thì giá bao nhiêu anh ơi? Cái này cơ. Vâng. Cái này chắc giờ được khoảng hơn 300 anh ạ. Hơn 300, 300 305 à? Vâng, 350 gì anh. À thế là 350 chị. Vâng. Anh nói hơn 300 này, 305 hoặc 309. Móng lên thì bán rẻ. 350 hả? Ok. Vâng, chúng ta có sung, có xanh rồi. Bây giờ ta chuyển đến một cây lộc. Dáng trực huyền à? Đặt lên cái chậu oval hay quá nhỉ? Cái này sau này khoén hết đất thì chỉ có chơi nước, dễ đưa ra, nó cùn dễ luôn, nó bọc luôn. Như vậy cái bầu này chỉ có đặc dễ thôi, sống bằng nước, cho ăn vào nước. Có cái hay cái là nó già, nó lên vảy rồng hết rồi. Chỉ còn một vết sẹo ở đây mà đã múm gần như là 100%. Anh Kiên ơi, cây lộc này mà alo thì giao lưu thế nào anh ơi? 15 triệu nhỉ? Vâng, 15 triệu. Trước kia là ngâm nước rồi đấy chứ? Vâng, ngâm nước này. Vâng. À, tôi hình dung ra cái bể trước của nó là bể chữ nhật. Vâng, nhưng mà đi mua mà người ta về. Chậu chữ nhật, anh mua về lâu chưa? Chắc anh mua được hơn tháng. Hơn tháng. Bây giờ anh bán 15 triệu. Vâng. Chắc tầm lúc trước anh mua chắc là vài triệu. Không. Tôi đoán cái này anh mua giỏi lắm, đến 5 triệu. Hả? Dày quá nhỉ? Đẹp quá. Cái này á? Cái giữa cắt ngọn nó đang cái mầm đúng như ý tôi vừa ngắm lúc mới thoạt nhìn đầu tiên này. Hai cây này anh đều cắt ngọn. Nhưng cây này cái mầm ra ngọn hợp lý hơn đây này. Cây này này. Cây kia vẫn còn hơi cao anh ạ. Đây này. Đây này. Cây này đẹp quá mà vị trí ra cái mầm ngọn này tôi không chê vào đâu nữa. Mỗi cả phúc nó xong rồi. Mỗi cả phúc mà nó lên chỗ này rồi. Không, cái này vậy không thì cái này đây một tay để vật tay nữa mình ngọn nhờ. Nó vừa ăn vậy thôi. Không xuống được nữa. Hẳn nào mà về đến Hải Minh mấy ông bảo bác mà tìm những cây lục vừng đẹp chỉ có đến nhà Tây Nguyễn Văn Kiên thôi. Quả thực là như vậy. Tới đây thì tôi gửi đến các bạn hình ảnh một cây lục vừng nữa. Sau đó chúng ta đi những dòng cây khác. Đây cây lộc anh cũng vừa nói là anh hạ thấp cái độ cao xuống bằng cách sấn ở vị trí để tạo một tay tư và đưa lên một quả phúc. Còn tay 3, tay 1, 2 anh giữ nguyên. Dáng rất dẻo, bệ côn. Vâng, cái bể của anh thì nó lớn hơn còn bể cũ đây, cái thành bể người ta ngâm nước này. Cái này buông hoa chắc khỏe lắm ấy. Đó, đủ nước. Cái này mà giao lưu giá nào anh ơi? Cái này chắc đôi chục ạ. À? Đôi chục à? Lại đắt hơn cái cây vừa quay à?
Vâng, các anh đi cùng với tôi đều nói là anh Kiên này là vua Lộc Vừng. Đến bây giờ tôi khẳng định là đúng rồi. Chả là vua Lộc Vừng thì cũng là chúa Lộc Vừng. Đây này. Cây Lộc Vừng Giáng Lão. Với một cái cành rơi như thế này, các bác nghĩ xem. Khi bu có những sợi hoa buông xuống thì nó ra tới gốc luôn. Vâng, đẹp quá. Cây Giáng Lão này của anh Diêu Lưu giá bao nhiêu anh kia đây? 25 triệu à? Anh đừng nói giá cao dần, giá cao dần nhé. Vâng. Từ 9 đến 15 đến 20 giờ 25. Khả năng cây mà tới đây tôi quay của anh chắc là phải lại tăng lên đấy. Là phải 30 đấy. Chúng ta đến một cây mà canh đang trầm trồ mãi đây. Cũng là Lộc Vừng. Đúng là vua Lộc Vừng. Đấy. Một cái bệ tròn xoay. Bởi vì đây trước người ta để vào cái ang tròn. Sau đó anh đưa về. Tạm thời tôi nghĩ là anh đưa đất này thôi để cho nó hồi. Rồi sau chúng ta nếu có chơi cũng vẫn phải là trên đại dương thôi. Vẫn thả nước đấy ạ. Vẫn phải thả nước. Vâng. Đẹp không? Tất cả xung quanh nấm mốc, vảy rồng, vảy rắn tất lên rồi. Mà bố cục của cây này rất hay. Bố cục sau khi thoát thân lên khoảng độ 40 cm, chia tay cành. Đẹp quá. Và cây này đứng từ xa thì một cái tán nấm. Để tôi hỏi cái giá cái này xem nó có thể hơn 20 không, hoặc hơn 15 không. Thì đúng là giá tăng dần. Cây này mà alo giao lưu thế nào anh Kiên đây? Cái này anh. Vâng. 90 anh ạ. À đấy, đại nhảy vọt lên tới 90 rồi. Vâng, từ cây 9, cây 10, cây 15, 20 bây giờ phát lên 90. Thế tôi quay cây sau nó có lên 95 triệu không? Vâng, nói đùa thôi. Bởi vì càng cây về sau càng đẳng cấp. Hay quá nhỉ, cây Lộc Vừng. Và chuyển tiếp đến một cây tầm nhỏ hơn, một cây Lộc Vừng song phụ. Cái song thụ này giao lưu thế nào hả anh ơi? 25 triệu anh ạ. 25 triệu. Vâng. Vâng, tiếp đến cũng một cây Lộc Vừng dáng lùn lực nữa. Bệ rất đậm. Mà cây cao chỉ có tầm khoảng chắc gì được mét chưa đến. Chưa. 80 phân. 70 phân. Chưa. Nào một sâu của người. Anh hả? Nào
Quay tất đồng vừng à? Được rồi. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video thứ nhất tôi đến với vườn anh Kiên thì chúng ta đến với một cực sung nữa. Ồ, cây sung đúng là có thể gọi là anh ơi, anh Kiên ơi, cây sung rỗng giữa này như là một cái hang động này, dâu quả rất sai. Vâng, toàn bộ cái thân chính của cây sung đã lúa rỗng hết, xuyên từ trên xuống dưới, từ bên nọ sang bên kia. Vị trí dễ tiếp địa là móng rồng hết. Anh Kiên ơi, cây sung tôi đang quay đây giao lưu giá nào anh ơi? Cái này 30 triệu anh ạ. 30 triệu à? Vâng. Vâng. Rồi, và đến đây Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video này, chúng ta chuyển tiếp một cuốn nữa. Đến với vườn anh Nguyễn Văn Kiên, xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Với số điện thoại trên màn hình, ở phút đầu phút cuối chúng ta cùng nhau giao dịch.